Hiện tại tôi đang có mặt tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Chỉ vài ngày trước đây thì khu vực này là địa điểm ngập sâu nhất của thành phố Yên Bái. Và hiện tại thì khu vực này cũng là địa điểm mà có lượng bùn rất lớn, khoảng 50cm. Hiện lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đang huy động lực lượng đến hỗ trợ các trường học dọn dẹp vệ sinh để các em học sinh có thể sớm trở lại trường học. Bộ đội chúng tôi đã có mặt từ sớm để triển khai công việc đảm bảo cho cái việc thu dọn rồi dọn dẹp trường học, nhà cửa cùng với lại lực lượng của nhân dân và các đơn vị bạn tập trung vào các cái vị trí có bị ảnh hưởng lớn nhất, khối lượng bùn vữa rất là nhiều, và tranh thủ cái lúc nước rút ra để chúng tôi dọn tập trung vào phía bên trong để sau rồi tránh mất nhiều cái thời gian và công sức để đưa thủ công bộ đội ra. Khối lượng công việc thì nhìn thì rất là lớn, bởi vì là mực nước ngập rất cao, lượng chúng ta ở trong lớp cũng ngập đến hàng mấy chục phân, nên là nhà trường còn đâu ở vào cổng trường còn thậm chí còn lội đến qua đầu gối rất là nhiều luôn. Thế nên là các huy động của các chú bộ đội cũng rất là nhiệt tình